Hello, xin chào thầy các bác nha. Thì hôm nay em gửi tới bác mấy cái xuồng composite sẵn đem đi báo giá từ chiếc cho các bác luôn nha. Rồi mấy cái này là em đang chuẩn bị ra cho khách nè. Chiếc này về quản trị nè các bác. Con này là xuồng cano 4m có giá 7,5 triệu. Đâu vô ngồi thử rồi nó bự không bay? Nè đó, giờ hai bạn vô nó ngồi thử cho bác xem ha. Con này nó tải được khoảng 400 kg là đi được khoảng 4 người với lại cái máy nha các bác. Rồi. Đó. Khiên thử ơi nặng không bay? Rồi giờ quay rồi. Rồi tiếp theo thì em gửi tới các bác cái con xuồng cano 4m7, con này có giá tầm 12,5 triệu nha các bác. Đó, con này em đang giao về Bình Định nè. Đó, chiếc này thì bự rồi, chiếc này được khoảng tầm 6-7 người luôn nha các bác. Rồi, đâu lao Vinh thử ơi, hai thằng Vinh nổi không? Đó, nhìn dễ biết hơn, rồi hai thằng Vinh phải gu rồi các bác ơi. Rồi tiếp theo thì chiếc này thì khỏi nói rồi. Con này em đang, chiếc này tàu mini ha, chiếc này chạy trong hồ độ ok lắm, gắn cái máy đứng ha. Chiếc này có giá tầm 3 triệu tới 4 triệu tùy theo loại gì mỏng với lại kích thước dài nha. Con này có 2m4, đi được 2 người nha các bác. Gắn máy đứng mà máy phát cỏ. Rồi tiếp theo gửi tới các bác vỏ lãi thông dụng nhất. Mấy vỏ này bán chạy nhất nè, mấy vỏ lãi này là 4m9, từ 4m9 cho lên là bán chạy nhất nha. Cái vỏ này có giá tầm từ 5,7 triệu cho tới 6,3 triệu nha các bác. Nó loại gì loại mỏng khác nhau ha. Rồi với lại cái be hông của nó nữa nha các bác. Rồi tiếp tục thì bên đây là mấy cái xuồng tạm bản nha các bác. Đây, chiếc này em cũng chuẩn bị giao về Thái Bình. Đó, đó Thái Bình nè các bác. Chứ mấy chiếc này nhẹ tay à. À, hai người vinh xoáy ra. Con này có giá tầm 2,9 triệu cho tới 3,2 triệu nha. Tùy cái loại về mỏng. Đó, trên lệch nhau mấy trăm với lại cái độ hông nó rộng hay không. Rồi tiếp tục thì bên đây là chiếc này là em chuẩn bị về Bình Định nè. Đó, thông tin của khách nào đó. Rồi, chiếc này có giá 2,8 triệu nha các bác. Đó. Còn bên em là có dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc hết nha. Bác nào cần thì liên hệ qua số điện thoại là 02703 948 999 thì bên em sẽ gửi xuồng đi toàn quốc cho các bác ha. Chiếc này tiếp theo thì vỏ lường nè, con cái chiếc vỏ lường này là đi câu cá nè. Nó là con nó có vít ngăn chỗ này nha các bác. Nó có vít ngăn chỗ này ha. Chiếc này được tầm 2 người ha. Gắn được máy lên sau luôn. Đó, vỏ lường này là 4,5 m, nó đi được tầm 2 tới 3 người. Trọng tải của nó là khoảng 350 kg nha. Giá là 3,6 triệu cho tới 4 triệu. Tùy theo độ dài mỏng. Nè, mấy cái này cano Thái nè. Là họ chuyên gắn mấy cái máy máy bốn máy á. Cuta bốn máy nhỏ. Vô là kéo đi bò bò luôn á, tại vì chiếc này có giá tầm khoảng 6,5 triệu thôi, đi được khoảng 1 tới 2 người. Tại vì cái thớt của nó ở dưới nó sớt đi. Đó, khiến cho tốc độ đi nó nhanh hơn. Đó, mấy cano làm rất là chắc chắn luôn, hai người vinh phải ghe các bác ơi. Rồi này mấy cái xuồng ba lá nè. Đó, xuồng ba lá thì em gửi tới các bác loại này. Giá nó tầm 2,9 triệu cho tới 3,2 triệu nha. Đó, cái này là 4,5 m nè các bác, cái này 4,5 m. Vô ngồi thử ơi gì. Ngồi thử cái ba lá 4,5 m này coi nó làm sao. Để cho mấy bác dễ hình dung ha. Đó. Rồi cho hai người vô thử cho bác xem ha. Đi từ 2 tới 3 người thoải mái thôi. Người ngồi giữa nữa. Rồi, tiếp tục bên đây thì mấy cái bo bo này, tại kia sau kia bo bo nó cái đầu nó nhọn, nó thiết kế giống bo bo ha. Con này có giá từ 4,5 triệu tới 5 triệu nha các bác. Đó, 4,5 triệu tới 5 triệu tùy theo cái thước dài ngắn với lại cái độ dày của cái xuồng mình như thế nào nữa. Các bác nào mà có muốn nhu cầu đặt máy thì bên em vẫn có máy luôn nha. Đó, này là mấy cái lỗ máy nè. Rồi, đây em gửi tới tất cả những cái xuồng composite mà bên em báo giá cho các bác ha. Bác nào quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 02703 948 999 nha các bác ơi. Em là gửi dịch vụ gửi hàng toàn quốc, ví dụ hả? Mấy bác nào ở xa thì em gửi việc theo. Ví dụ mà em có xe trung chuyển nè, là mấy cái này em đang ghép xe là em đi á, là em đi ra tới ngoài Bắc cho các bác luôn nha. Tới ngoài Thái Bình rồi Hà Nội để em dẫn tới được nha. Nếu các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác cứ liên hệ em. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Cảm ơn các bác xem video. Chúc các bác một ngày tốt lành.